Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Ngày mùng 6 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Theo đó vào ngày 30 tháng 9, trong quá trình săn lấp mặt bằng để làm nhà, ông Đinh Văn Thanh, 44 tuổi, chú tổ dân phố 4, thị trấn Đắc Bơ, huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai, phát hiện nhiều đoạn xương, răng, xương các loại, các mảnh xương vụn. Kèm theo đó là một số vật dụng như bình tông, bút bi, bút máy hiệu cao lô, ví da, bên trong ví có lược chải đầu và kính bị vỡ, bật lửa đá, đế giày cao su và nhiều đạn. Đội K-52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận các hài cốt và di vật do ông Thanh phát hiện. Cùng với đó tiến hành tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, cơ quan chức năng bước đầu bóc tách được 32 bộ hài cốt. Đội K52 nhận định đây là mộ liệt sĩ tập thể vì được chôn cất không theo thứ tự, có rất nhiều hài cốt liệt sĩ chồng lên nhau nên tiến hành phân tách theo từng lớp đất, tổ chức phân tách tỉ mỉ, bóc tách từng đoạn xương, xác định cụ thể từng hài cốt. Có mặt tại hiện trường bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh đã trực tiếp kiểm tra vị trí quy tập và chỉ đạo tổ chức hội nghị để nghe bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo, thảo luận, đánh giá sơ bộ kết quả ban đầu. Trong thời gian tới, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập, củng cố thông tin có cơ sở kết luận mộ liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Bên cạnh đó, chỉ đạo đội can 52 mở rộng khu vực tìm kiếm, bóc tách lần theo hướng xương thật chính xác để gom đúng hài cốt từng liệt sĩ. Sau trận lũ quét tại thôn làng Lũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô với 100 cán bộ chiến sĩ đã được cử đến làng Lũ để tham gia vào cuộc cứu nạn khẩn cấp. Những người lính đã kham nhẫn tìm kiếm các thi thể dưới biển bùn. 9 giờ ngày 13 tháng 9, thượng tá Đặng Hồng Tinh, phó trung đoàn trưởng E22 cùng đồng đội từ bản doanh của trung đoàn tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội di chuyển lên xã Phúc Khánh. Sau hơn 7 giờ hành quân, những người lính cảnh sát cơ động đã có mặt tại thôn làng nủ, đặt chân tới làng nủ, cảnh tượng trước mặt phó trung đoàn E22 ngoài sức tưởng tượng. Vị chỉ huy kể lại và cho biết, khu vực trung đoàn được giao tìm kiếm là ở hạ nguồn nơi được nhận định có nhiều thi thể đang bị vùi lấp. Miêu tả về khu vực được giao, thượng tá Tinh cho biết, diện tích tìm kiếm là 750.000 m2, dọc 5 km chiều quét của lũ trên con suối rộng ngang khoảng 150 m. Nắm trong tay 100 người lính, vị chỉ huy chia làm 3 tổ mỗi tổ 30 chiến sĩ, còn lại 10 người, anh tinh giao nhiệm vụ làm hậu cần, lái xe. Ngoài ra, để xác định nơi có thi thể, các chiến sĩ còn dựa vào hướng bay của ruồi, nhặng. Chúng đậu ở đâu thì nơi đó có khả năng cao có thi thể. Một nguồn khác là chỉ điểm, thông báo của dân bản địa. Người dân sinh sống tại đây nắm rõ địa bàn, như nơi nào từng là cái ao thì có thể xác sẽ mắc lại ở đó, hoặc đoạn suối nào hay có dòng nước cuồn dễ để lại các thi thể bị cuốn trôi. Đại úy Phạm Quang Chiến là một trong 90 chiến sĩ cảnh sát cơ động trực tiếp lội bùn đất tìm kiếm các thi thể bị vùi lấp tại thôn làng Nụ. Anh Chiến kể, mỗi lần chọc gậy xuống lớp bùn đất dày, tôi lại hy vọng ở dưới lớp đất đó là thi thể một ai đấy đang mất tích, đồng nghĩa là mỗi khi không thấy gì bất thường và rút lên, tôi lại thất vọng. Giải mã về thảm họa thôn làng nủ Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu Lân, công tác tại trường Đại học Giao thông Vận tải cho hay, theo kết quả nghiên cứu từ mô hình 3D kết hợp dữ liệu thực địa và ảnh vệ tinh để tính toán và điều tra thực địa, nhóm nghiên cứu đã xác định dòng lũ chỉ mất khoảng 300 giây, tức là 5 phút để từ đỉnh núi tràn xuống làng lũ. Ước tính 1,6 triệu mét khối đất đá sạt trượt xuất phát từ đỉnh núi Con Voi xuống thôn làng lũ với chiều dài khoảng 3,6 km. Thời gian dòng lũ bùn đá tràn và mở rộng xuống vùng quạt làng lũ bên dưới nhanh, vận tốc dòng chảy quá lớn, kèm bùn đá, đất gây phá hủy nhà cửa. Và người dân không có đủ thời gian để chạy thoát Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Tỉnh này hiện có trên 133 km sạt lở bờ sông Bờ biển chưa được khắc phục xử lý Gồm gần 30 km sạt lở đặc biệt nguy hiểm Gần 73 km sạt lở nguy hiểm Trên 33 km sạt lở bình thường Các bờ sông Hiếu, Thạch Hãn, Biến Hải Có tốc độ sói lở rất nhanh Mỗi năm sâu vào bờ từ 10 đến 15 mét Khiến gần 1.000 hộ dân đang sống gần mép sông thực sự gặp nguy hiểm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, sạt lở bờ sông trên địa bàn đã và đang ảnh hưởng đến đời sống của hơn 4.520 hộ dân, trong đó có khoảng 800 hộ dân đang sống trong vùng thực sự nguy hiểm, chỉ cách mép sông dưới 20 mét. Đặc biệt, bờ các sông Thạch Hãn, Hiếu, Biến Hải có tốc độ sói lở rất nhanh, trung bình mỗi năm sâu vào bờ từ 10 đến 15 mét. Tình trạng này khiến người dân ở các xã Triệu Long, Triệu Giang, huyện Triệu Phong, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã phải di rời nhà ở. Hàng năm vào mùa mưa bão, bờ biển cũng bị sói lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư ven biển đoạn qua các xã Triệu Lăng, Triệu Vân, huyện Triệu Phong. Bờ biển các xã Trung Giang, Trung Hải, huyện Giao Linh bị sạt lở cuốn trôi nhiều hàng quán kinh doanh dọc bờ biển, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đất thổ cư và tuyến đường quốc phòng ven biển. Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho hay, những năm qua, mặc dù trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chú trọng thực hiện một số giải pháp để ứng phó, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hơn 66 km kè chống sạt lở dọc bờ sông, bờ biển, kết hợp phục vụ nhu cầu giao thông dân sinh, cải tạo môi sinh môi trường, chỉnh trang đô thị với tổng kinh phí hơn 872 tỷ đồng trồng hơn 70 hecta cây chắn sóng bảo vệ dọc các tuyến đê cửa sông và đê biển. Xong, nguồn lực tỉnh không đủ, chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ từ trung ương, trong khi đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ trung ương hàng năm phân bổ còn hạn chế và chưa thực sự kịp thời dẫn đến việc đầu tư nâng cấp sửa chữa chưa đồng bộ, chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt, chưa thể đầu tư mang tính bền vững về lâu dài. Ông Hoè cho biết, trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm, xem xét tổng hợp, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư 62,593 km chiều dài kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển tại các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm với tổng kinh phí ước tính 1.214 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định xác nhận, tàu cá BD 97543TS khi đang đánh bắt cá tại vùng biển cách đông bắc Hòn Tre, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 123 hải lý về phía đông nam thì bị đâm chìm. Theo thông tin ban đầu, tàu cá trên là của chủ tàu Nguyễn Hữu Kha, trú tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, công suất 730 mã lực, hoạt động nghề lưới vây, trên tàu có 4 ngư dân. Lúc 19 giờ ngày 3 tháng 10, khi tàu đang đánh bắt cá tại vùng biển cách đông bắc Hòn Tre, Nha Trang, khoảng 123 hải lý về phía đông nam thì bị một tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm. Bốn ngư dân nhanh chóng xuống thúng. Đến lúc 0 giờ 29 phút ngày mùng 4 tháng 10, tàu BD 98075 TS đã tiếp cận và cứu bốn thuyền viên tàu cá gặp nạn lên tàu an toàn. Sức khỏe các thuyền viên cơ bản ổn định.